bắt đầu ngày mới với sữa tươi chuẩn Hà Lan công thức mới, ngon hơn, dinh dưỡng hơn. Trọng tài Nguyễn Đình Thái đã cho trận đấu được bắt đầu. Ngày hôm nay Viettel đón chào sự trở lại của Quế Ngọc Mai sau gần 2 tháng tích cực điều trị chấn thương rách bắp. Quế Ngọc Mai đã quay trở lại. Cùng với đó là sự bổ sung của tân binh người Uzbekistan Abdumovinov. Sau hơn 1 tháng chuẩn bị, thì Viettel đặt quyết tâm rất lớn cho việc giành chọn 3 điểm trước đối thủ BK Mạnh Bình Dương. Dễ nhận thấy vấn đề của thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đó là khâu dứt điểm. Sau 2 trận thì Viettel mặc dù sở hữu vua phá lưới của giải năm ngoái Petro Paulo, nhưng vào lúc này câu lạc bộ đỏ vẫn chưa ghi được bàn thắng nào. Trận mở màn Viettel thua 0-1 trước các cầu thủ Hải Phòng. Ở vòng đấu thứ hai, Viettel hòa không đều trên sân của Đông Á Thanh Hóa. Quế Ngọc Hải đã phạm lỗi với Tiến Linh. Trước trận đấu này, Quế Ngọc Hải phát biểu anh đánh giá rất cao Nguyễn Tiến Linh. Và thực sự đây sẽ là một màn đối đầu rất đáng chú ý giữa những trung vệ và tiền đạo hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Quế Ngọc Hải đánh giá rất cao Tiến Linh, nhưng anh tiết lộ Tô Văn Vũ và Papioma mới là hai người mà anh sợ nhất trong trận đấu này. Ngày hôm nay Nguyên Mạnh sẽ phải đối đầu với một hàng công thực sự nguy hiểm. Tô Văn Vũ, Tiến Linh, Victor Masaray và Papioma. Người đá phạt góc cho BK Mạnh Bình Dương đó là Tống Anh Tỷ. Bóng đã nằm gọn trong tay của Nguyễn Mạnh. Lỗi việt vị của Tống Anh Tỷ. Trái ngược với Viettel, BK Mạnh Bình Dương đã toàn thắng cả 2 trận. Ở vòng 1, họ đánh bại Đông Á Thanh Hóa nhờ bàn thắng duy nhất của Tô Văn Vũ. Chúng ta cùng xem lại tình huống rơi vào thế việt vị của Tống Anh Tỷ. Cơ hội dành cho Viettel. Đường chuyền hơi mạnh. Người có đường chuyền vừa rồi đó là Dương Văn Hào. Đang gánh trên vai rất nhiều sự kỳ vọng, Petro Paulo đang gặp phải một sức ép tương đối lớn. Còn Papioma không xa lạ gì với sân hàng đẫy. Anh rời câu lạc bộ Hà Nội chuyển tới BK Mạnh Bình Dương và ngay lập tức nhận chức bằng đội trưởng từ đội bóng đất thủ. Ở vòng 2, BK Mạnh Bình Dương đánh bại chính câu lạc bộ Hà Nội, câu lạc bộ cũ của Papioma. Mặc dù để cho Gavane mở tỷ số ở phút thứ 26, nhưng hai bàn thắng của Victor Mansaray và Tiến Linh, đặc biệt là bàn thắng của Tiến Linh đến từ pha phối hợp giữa Tô Văn Vũ, đã giúp cho BK Mạnh Bình Dương ngược dòng thành công và giành trọn 3 điểm. Đó thực sự là một trận đấu rất chất lượng và nó cho thấy toàn bộ sức mạnh của BK Mạnh Bình Dương dưới thời huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Trong trận đấu ngày hôm nay, tất cả người hâm mộ cũng rất tò mò và hướng sự chú ý đến tân binh Abdumovinov, cầu thủ người Uzbekistan đang mặc áo Viettel. Ngày hôm nay anh ra sân ngay từ đầu và đã cắt trung tâm cùng với Nguyễn Hoàng Đức. Lỗi của Tuấn Cảnh.
của trận đấu đang diễn ra khá cân bằng và hai đội đều nhập cuộc có thể nói là thận trọng. Ở trận đấu sớm diễn ra trong buổi chiều ngày hôm nay, nhà Hoàng Anh Gia Lai đã có chiến thắng 2-1 trước Topelem Bình Định. Và lúc này Than Quảng Ninh đã bất ngờ có bàn thắng dẫn trước các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Và Quyền Hòa áp sát rất nhanh và phạm lỗi của Hoàng Đức. Vừa rồi là một pha sút xa nhưng nó không có gì là nguy hiểm với Trần Đức Cường. Đã có lỗi việt vị của Petro Paulo. Rõ ràng là Petro Paulo đã ở rất sâu phía dưới hàng phòng ngự của BKM Đinh Dương. Đây là Victor Mansaray, người mở ra cuộc ngược dòng cho BKM Đinh Dương trong chiến thắng 2-1 trước câu lạc bộ Hà Nội. Một pha cắt bóng khá đơn giản nhưng bóng vẫn thuộc quyền khống chế của các thủ Viettel. Rất hay Trọng Hoàng. Khoảng trống bên cánh phải là rất lớn. Vẫn đang là Trọng Hoàng. Trọng Hoàng rất rút ra. Đường chuyền trước đó của Trọng Hoàng không thực sự tốt. Victor Mansaray. Nhìn pha phối hợp và dứt điểm của Trọng Hoàng, chúng ta có thể thấy thực sự là Viettel vẫn đang có một chút áp lực về tâm lý. Bravo Ali. Thanh Thảo. Trọng Huy. Trọng Huy là cầu thủ rất quan trọng nơi tuyến tiền vệ của BKM Bình Dương, gần giống với vai trò của Moses hay là Cao Văn Triển của các cầu thủ Sài Gòn. Và Quyoma. Victor Mansaray. BKM Bình Dương đang chơi rất tự tin trên sân vận động Hoàng Đẫy. Ngày hôm qua thì câu lạc bộ Hà Nội đã có chiến thắng đầy vất vả trên sân Lạch Tray trước các cầu thủ Hải Phòng với tỷ số 2-0. Và ngày hôm nay mọi người cũng cùng chờ đợi nhà Đức kim vô địch Viettel liệu có thể có chiến thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trước BKM Bình Dương hay không. Để có cái nhìn toàn cảnh, chúng ta cùng điểm lại kết quả của các trận đấu thuộc vòng 3. Hai trận đấu đầu tiên, Đông Á Thanh Hóa thắng 3-0 trước Nam Định và các thủ Sài Gòn giành chiến thắng 1-0 trước Sông Lam Nghệ An. Buổi chiều ngày hôm qua, SHB Đà Nẵng giành chiến thắng 1-0 trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Câu lạc bộ Hà Nội vượt qua Hải Phòng với tỷ số 2-0. Còn trong buổi chiều ngày hôm nay, ở trận đấu sớm, Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng 2-1 trước Topelem Bình Định. Vào lúc này, Than Quảng Ninh vẫn đang dẫn trước Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 1-0. Còn cuộc so tài mà chúng ta đang theo dõi giữa Viettel và BKM Bình Dương là trận đấu muộn nhất của vòng đấu thứ 3. Adumuminov. Văn Hào, động tác giả và sau đó là cú vẩy má ngoài.
đi quá sâu và đã nằm gọn trong tay của Trần Đức Cường. Phút thứ 10 của trận đấu và tỷ số vẫn đang là không đều, vẫn chưa có bất kỳ một tình huống thực sự nguy hiểm nào được tạo ra. Một pha vẩy má ngoài khá điệu của Dương Văn Hào, nhưng nó lại không thực sự hợp lý. Rất bất ngờ, tỷ lệ kiểm soát bóng vượt trội đang nghiêng về phía BKM Bình Dương. Mùa giải năm nay sẽ là một sức ép cực lớn dành cho đương kim vô địch Viettel. Dương Văn Hào sút ra, pha dứt điểm quá nhẹ. Victor Masaray, Masaray đã vượt qua Trương Văn Thiết. Masaray phía trong có một mình Tiến Linh. Masaray đang quan sát để chuyền bóng. Những pha chạm bóng của Trọng Hoàng vẫn chưa cho thấy một sự mềm mại và chính xác. Thanh Long, đường truyền hơi mạnh hướng đến vị trí của Tô Văn Vũ. Những phút đầu tiên nhập cuộc hơi căng cứng của các cầu thủ tiếp theo. Rõ ràng giành chức vô địch đã khó, nhưng việc bảo vệ chức vô địch đó càng khó khăn hơn. Đây vẫn được dự đoán là một mùa giải khó khăn đối với Viettel. Ngoài việc tất cả các đối thủ đều muốn đánh bại Viettel, họ còn phải chinh chiến tại AFC Champions League. Lịch thi đấu dày đặc sẽ là một vấn đề đối với đội tuyển huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Rất hiểm, rất nguy hiểm. Cơ hội bất ngờ đã đến với Kai Kê. Nhưng đó là một pha dứt điểm hơi vội vàng, bóng ăn quá nhiều ra má ngoài chân phải. Một pha làm tường bằng đầu rất tốt của Petro Paulo. Hai trung vệ bên phía BKM Bình Dương đã hút về phía Petro Paulo. Khoảng trống rất lớn đã xuất hiện, nhưng Kai Kê đã tung ra một pha bắt play rất mạnh. Quá đáng tiếc, bóng lại ăn quá nhiều ra má ngoài. Đó là cơ hội đáng chú ý đầu tiên mà Viettel có được trong trận đấu ngày hôm nay. Rất may là lịch thi đấu của AFC Champions League đã bị lùi lại và vô tình khiến cho lịch thi đấu của Viettel dễ thở hơn. Trương Văn Thiết ngày hôm nay sẽ phải đối mặt với Victor Masaray, một cầu thủ có thể hình và thể lực rất tốt. Trọng Hoàng, đã có lỗi của Abdomuminov. Petro Paulo đã cho thấy ngoài khả năng săn bàn, anh còn có khả năng kiến tạo rất tốt. Trước đó là một tình huống chuyền bóng khoảng trống rất tốt của Petro Paulo. Khá đáng tiếc là Kai Kê đã không thể tận dụng thành công. Ném biên dành cho BKM Bình Dương. Đây là phút thứ 15. Tình huống đáng chú ý nhất đã thuộc về Viettel với cơ hội của Kai Kê. Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã đứng sát đường biên kể từ đầu trận đấu đến giờ và khuôn mặt của ông khá căng thẳng. Một giải năm nay, ban huấn luyện của Viettel còn bổ sung một gương mặt
rất đáng chú ý đó là trợ lý Thạch Bảo Khanh. Sau những thành công của tuyến trẻ thì Thạch Bảo Khanh đã được đôn lên làm trợ lý cho huấn luyện viên Trịnh Hoàng của giải năm nay. Duy Thường, tốc độ của Duy Thường. Tiến Linh lùi rất sâu và theo rất sát Duy Thường. Trọng tài xác định lỗi thuộc về Tiến Linh. Một pha đua tốc độ giữa Tiến Linh và Duy Thường. Vai của Tiến Linh nhưng trọng tài xác định đó là một tình huống phạm lỗi của tiền đạo màu số 22. Như thường lệ, Hoàng Đức sẽ là người đá phạt. Sẽ lại là một pha treo bóng vào khung 16m50. Đánh đầu, không có gì là nguy hiểm. Người chặn bóng là đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Ngày hôm nay Viettel vẫn chưa thể có được sự phục vụ của Khắc Ngọc, một tiền vệ rất sáng tạo đường tuyến giữa. Pha đi bóng hơi bế tắc của Abdulmuminov. Anh không phối hợp với các đồng đội và thực hiện một pha đi bóng cá chân trước vòng vây của hai cầu thủ BK Max Bình Dương. Trọng tài xác định đội khách không phạm lỗi. Trọng Hoàng. Hoàng Đức. Trọng Hoàng. Bùi Tiến Dũng. Và lúc này Viettel bắt đầu đã lấy lại được thế trận và kiểm soát bóng tốt hơn. Nguyên Mạnh. Hoàng Đức. Và khống chế bước một không dịch thử tốt của Kai Kê nhưng rất nhanh. Cầu thủ này đã lấy lại được bóng cho Viettel. Pedro Paulo. Đưa bóng vào. Rất khó. Trọng tài xác định lỗi thuộc về Abdulmuminov. Và cầu thủ người Uzbekistan đã phản ứng rất mạnh trong pha bóng vừa rồi. Có thể nói là Papayoma hơi chậm. Papayoma đá vào chân của Abdulmuminov. Rabo Ali. Thành Thảo. Victor Mansaray. Tốc độ của Mansaray. Trường Văn Thiết đã có mặt kịp thời. Các cầu thủ BK Max Bình Dương áp sát cũng rất nhanh. Hoàng Đức, chọc khe, không có lỗi biệt vị, Pedro Paulo, dứt điểm, cơ vào, bóng đi chênh cột dọc, một pha đối mặt. Vua phá lưới mùa giải năm ngoái đã có một cảm giác không gian không thực sự tốt trong pha bóng này. Trọng tài chính đã hướng ra trọng tài biên, và ông không thổi biệt vị đối với Pedro Paulo. Các trọng tài không phất cờ và Pedro Paulo có cơ hội đối mặt với Trần Đức Cường. Bóng đi chân cột dọc một khoảng cách khá xa. Một pha bấm bóng nhẹ qua đầu của Trần Đức Cường có lẽ là bị lớn rất nhiều. Và Pedro Paulo vẫn chưa có bàn thắng nào dành cho Viettel mùa giải năm nay. Trọng Hoàng. Bây
Bây giờ thì là lỗi việt vị của Dương Văn Hào. Chúng ta cần một góc quan sát tốt hơn để xác định là tình huống Pedro Paulo có việt vị trước đó hay không. Và tình huống này thì Kai Kê đã rơi vào tư thế việt vị bên phía Viettel. Rất đáng tiếc là mùa giải năm nay thì Viettel sẽ không có sự phục vụ của Đức Chiến. Cầu thủ này vừa phẫu thuật dây chằng cách đây vài ngày. Ngày hôm nay niềm hy vọng số 1 vẫn đặt vào đôi vai của Nguyễn Tiến Linh. Các vệ tinh xung quanh của Tiến Linh như Victor Mansaray, Babioma hay Tô Văn Vũ vẫn chưa tạo ra được nhiều nguy hiểm. Trong khi đó, hai ngoại binh bên phía Viettel là Kai Kê và Pedro Paulo đều đã có được những cơ hội cho riêng mình. Tất cả đều là những pha dứt điểm không chính xác. Trong suốt hơn một tháng vừa qua, Viettel đã tập luyện rất chăm chỉ, nhưng cảm giác bóng của họ thực sự đã gặp vấn đề. Rồi Thanh Thảo đã phạm lỗi với Pedro Paulo. Và pha bóng của Raboali. Phạt góc, không phải, nó sẽ làm quả ném biên. Đánh đầu, rất nguy hiểm, cơ hội, cơ vào, pha dứt điểm của Kai Kê. Rất đông các cầu thủ BK Max Bình Dương có mặt trong khu vực 16m50. Hoàng Đức, chặt bóng rất mềm mại, đánh đầu, tỷ số được mở dành cho Viettel. Đó không phải là một pha đánh đầu, mà đó là một pha dứt điểm của Quế Ngọc Hải. Trung vệ bên phía Viettel đã mở tài khoản bàn thắng dành cho Cơ Lốc Đỏ mùa giải năm nay. Trở lại sau khi bị phục chấn thương, ngay lập tức Quế Ngọc Hải đã để lại dấu ấn của mình. Quế Ngọc Hải là người đầu tiên ghi bàn cho Viettel mùa giải năm nay. Nhưng chúng ta cần phải kể đến một pha chạm bóng rất mềm mại của Nguyễn Hoàng Đức. Cuối cùng thì Trần Đức Cường đã bị đánh bại. Papioma đã đứng khá sâu và vô tình anh đã khiến cho Quế Ngọc Hải không rơi vào tư thế việt vị. Một pha dứt điểm rất tốt của một trung vệ, bóng đi qua hai chân của Trần Đức Cường rất hoàn hảo. Một pha chọn vị trí rất tốt của Quế Ngọc Hải, người truyền cũng hay mà người dứt điểm cũng tài. Nó khác hẳn với hai pha dứt điểm của Kai Kê và Pedro Paulo. Quế Ngọc Hải âm thầm băng lên và không ở vào tư thế việt vị. Sức ép đã được giải tỏa phần nào. 1-0 dành cho Viettel ở trận đấu mà họ được chơi trên sân nhà. Không phải là những ngôi sao trên mặt trận tấn công, một trung vệ đã giúp cho Viettel khai thông thế bế tắc ở mùa giải năm nay. Nhưng cần phải nhớ rằng ở vòng đấu trước, câu lạc bộ Hà Nội cũng có bàn thắng dẫn trước BK Max Bình Dương, nhưng sau đó họ đã phải nhận thất bại với tỷ số 1-2. Trận đấu còn rất dài và thực sự là không thể chủ quan với BK Max Bình Dương. Nhưng dẫu sao thì bây giờ Viettel đã có được lợi thế tâm lý rất lớn. Trương Văn Thiết đã phạm lỗi với Victor Mansaray. Những tình huống cố định của đội khách cũng thực sự nguy hiểm với khả năng chơi đầu rất tốt của Tiến Linh. Người phá bóng là đội trưởng Bùi Tiến Dũng. Sẽ có phạt góc dành cho BK Max Bình Dương.
đã có lời nhắc nhở từ trọng tài Nguyễn Đình Thái. Với Papeoma và Petro Paulo, hai cầu thủ đang theo kèm nhau rất sát. Tô Văn Vũ vẫn chưa thể thực hiện quả đá phạt góc. Một pha đá phạt góc tầm thấp của Tô Văn Vũ. Hoàng Đức. Cái kê. Petro Paulo. Rất thoáng. Dương Văn Hào. Vẫn đang là Dương Văn Hào. Rất nhịp nhàng. Một pha chọc khe rất tốt của Dương Văn Hào. Và Hoàng Đức thiếu một chút sức tiến nữa. Có thể nói đó là một đường truyền rất thông minh của Dương Văn Hào. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Một pha thả bóng vào khe. Hoàng Đức lại lấy bóng bằng chân trái. Thành Long. Rabo Ali. Bên ngoài sân, theo quan sát của chúng tôi thì BK Mạnh Bình Dương chuẩn bị có sự thay đổi người. Tống Anh Tỷ là người rời sân. Đây mới là phút thứ 27 thôi, nhưng BK Mạnh Bình Dương đã có sự thay đổi người. Tống Anh Tỷ rời sân, cầu thủ số 16 Nguyễn Trần Việt Cường vào sân. Nguyễn Trần Việt Cường là người vào sân để thay thế cho Tống Anh Tỷ. Một sự thay đổi người nơi tuyến giữa. Sự thay đổi người rất sớm của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Thực sự là tuyến giữa của BKM Bình Dương đang gặp vấn đề. Papeoma thường xuyên cũng lùi sâu để tham gia hỗ trợ phòng ngự. Một mình Trọng Huy là không đủ. Tống Anh Tỷ chơi dưới sức và anh đã được rút ra khỏi sân. Người vào thay là Nguyễn Trần Việt Cường. Thành Long. Rabo Ali. BKM Bình Dương vẫn chưa có một cơ hội thực sự nguy hiểm nào. Tiến Linh. Vẫn đang là Tiến Linh. Và phá bóng của Bùi Tiến Dũng. Đây là trợ lý Kim Hang Jun đang có mặt trên sân vận động Hàng Đẫy để theo dõi hai đội thi đấu. Trong đội hình của hai đội có những nhân tố chủ chốt của đội tuyển quốc gia Việt Nam: Quế Ngọc Hải, Bùi Tiến Dũng, Hoàng Đức, Trọng Hoàng và cả Tiến Linh nữa. Để chuẩn bị cho trận đấu này thì BKM Bình Dương đã có mặt tại Hà Nội 2 ngày trước khi trận đấu diễn ra. Trong những buổi tập của mình, đội bóng đất thủ thường xuyên có những pha tập luyện chuyển dài lên tuyến trên cho Tiến Linh, Victor Mansaray hay Papeoma. Nhưng trong trận đấu này, chúng ta vẫn chưa thấy xuất hiện nhiều những mảng miếng tấn công như vậy. Đang thực sự thuận lợi đối với Viettel. Ngoài lịch thi đấu của AFC Champions League thay đổi, thì vào lúc này câu lạc bộ đỏ đang dẫn trước đối thủ, một đối thủ rất khó chịu với tỷ số là 1-0. Tuấn Cảnh, Nguyễn Thanh Thảo,
Tô Văn Vũ quả tạt bằng chân phải. Người chạm bóng là Papioma. Và đập nhà rất hay, Trọng Hoàng. Người cắt được bóng là Rabo Ali. Tô Văn Vũ. Masaray. Victor Masaray. Rất hay, một pha nhà bóng rất hay của Papioma, tỷ số là 1-0. Không ai khác, Tiến Linh là người sẽ mang tỷ số cho BKM Bình Dương. Một pha phối hợp chớp nhoáng bên phía cánh phải của BKM Bình Dương. Và những như chúng tôi đã cảnh báo, không thể chủ quan với đội bóng đất thủ. Thi đấu không quá nổi bật, nhưng một pha phối hợp rất hay bắt nguồn từ Victor Masaray. Một pha nhà bóng rất hay của Papioma và Tiến Linh dứt điểm một chạm cực nhanh để đánh bại Trần Nguyên Mạnh. Chúng ta xem lại tình huống này. Một pha bỏ bóng như kiểu của Rivaldo để cho Ronaldo ghi bàn. Một pha phối hợp thường thấy của các cầu thủ Brazil. Và bây giờ Papioma và Tiến Linh đã thực hiện lại pha phối hợp này trên sân vận động Hàng Đẫy. Rất hiểu ý nhau và rất hoàn hảo. Lực chuyền cũng vừa tầm và một pha bỏ bóng của Papioma đủ để đánh lừa hàng phòng ngự của Viettel. Và Tiến Linh dứt điểm rất nhanh và gọn gàng, bàn thắng thứ hai của Tiến Linh ở mùa giải năm nay. Trận đấu lại trở về thế cân bằng. Tô Văn Vũ. Lỗi của Duy Thường. Một pha sâu kìm của Tô Văn Vũ và anh đã bị Duy Thường phạm lỗi. Rõ ràng BKM Bình Dương vẫn là một đội bóng thực sự lì lợm. Mặc dù bị dẫn bàn trước, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng không hề nao núng và bối rối. Họ vẫn bền bỉ với lối chơi của mình. Và từ một pha tấn công sắc lẹm thì BKM Bình Dương đã có bàn thắng san bằng tỷ số. Đoàn Tuấn Cảnh. Thanh Long. Đến thời điểm này, cả hai bàn thắng của Viettel và BKM Bình Dương đều thực sự là rất đẳng cấp và đẹp mắt. Tô Văn Vũ. Hơi chậm, Victor Masaray đã vào tư thế để bứt tốc, nhưng Tô Văn Vũ không thực hiện một đường chuyền qua đầu, hướng đến vị trí. Sai lầm của Đức Cường. Tỷ số là 2-1, một sai lầm rất đáng trách của Trần Đức Cường và một bàn thắng rất dễ dàng của Pedro Paulo. Rất đáng trách, Trần Đức Cường đã chuyền thẳng vào chân của Pedro Paulo. Một cái lắc đầu ngao ngán của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Bàn thắng đầu tiên của Pedro Paulo ở mùa giải năm nay. Huấn luyện viên thủ môn Đức Cảnh cũng đang tỏ ra rất thất vọng với pha xử lý vừa rồi của Trần Đức Cường. Khả năng săn bàn nhạy bén của Pedro Paulo. Một pha bắt bài. Có rất nhiều sự lựa chọn dành cho Trần Đức Cường. Nhưng Trần Đức Cường đã chuyển bóng rất nhẹ hướng đến vị trí của Thanh Long. Chúng ta cùng xem lại tình này. Rất nhẹ và Pedro Paulo với khung thành bỏ trống như thế này đã dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0 cho Viettel. Không lâu sau khi có bàn thắng san bằng tỷ số thì BKM Bình Dương tiếp tục phải lâm vào tình cảnh bị dẫn bàn. Đây không chỉ là bàn thắng quan trọng giúp Viettel vượt lên dẫn trước 2-1 mà nó còn rất quan trọng với cá nhân Pedro Paulo. Nhận được rất nhiều sự kỳ vọng khi chuyển tới khoa Viettel và đến vòng đấu thứ 3,
Petro Paulo mới có bàn thắng cho riêng mình. Pha lập công của tiền đạo người Brazil đến ở phút thứ 34. Petro Paulo, Hoàng Đức, Cái kê hơi nhẹ. Đó là pha dứt điểm thứ hai của Cái Kê trong trận đấu ngày hôm nay. Nguyễn Trần Việt Cường, Rabo Ali, Pavel mà tỏ ra tranh chấp tay đôi khá yếu. Phạm lỗi với Petro Paulo. Rõ ràng là tân binh Abdomovinov vẫn cần thời gian để hòa nhập với Viettel. Hòa nhập ở đây là thời gian thi đấu thực tế trên sân. Trong suốt hơn một tháng vừa qua, tân binh người Uzbekistan đã tập luyện rất chăm chỉ với các đồng đội. Nhưng đây mới là trận đấu V-League đầu tiên của Abdomovinov. Dương Văn Hào, Hoàng Đức, Trọng Hoàng, rất thoáng. Dương Văn Hào quả tạt ngay, một đường chuyền cắt mặt khá khó chịu, và người phá bóng vừa rồi là trung vệ Nguyễn Thanh Long. Phạt góc dành cho Viettel. Đức Cường đã băng ra, nhưng rất may bóng đã đi qua xà ngang. Dương Văn Hào đang chơi rất hay bên phía hàng cánh trái của Viettel. Trọng Hoàng đánh đâu? Hoàng Đức, Trọng Hoàng, vẫn là Trọng Hoàng xâm nhập cục 16-50. Lần này bóng đã nằm gọn trong tay của Trần Đức Cường. Một pha chuyền dài lên tuyến trên rất thiếu chính xác của Nguyễn Thanh Thảo. Có thể nói tinh thần của các cầu thủ BK Bách Bình Dương sẽ rất ảnh hưởng sau sai lầm của Trần Đức Cường. Việc để cho đối phương trọng thủng lưới là hết sức bình thường, nhưng việc đồng đội mắc sai lầm sẽ khiến cho tâm lý của các cầu thủ BK Bách Bình Dương không thực sự tốt. Tinh thần đang rất tốt sau bàn gỡ của Tiến Linh, nhưng đoàn quân của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng đã lại phải đón nhận một bàn thua khá lãng xẹt đến từ sai lầm của Trần Đức Cường. Ném biên dành cho BK Bách Bình Dương. Thanh Thảo và bóng của Duy Thường. Quế Ngọc Hải ngày hôm nay vẫn cho các đồng đội một niềm tin nhất định, và anh vẫn chứng tỏ được giá trị đẳng cấp của mình. Một pha kê chân, người phạm lỗi đó là cầu thủ Nguyễn Trần Việt Cường. Ngay lập tức trọng tài Nguyễn Đình Thái rút ra một chiếc thẻ vàng. Một pha kê chân rất nguy hiểm của cầu thủ áo số 16 bên phía BK Bách Bình Dương. Rất may Duy Thường không gặp phải một chấn thương. Nguyễn Trần Việt Cường đã có động tác kê bóng, và anh đã là cầu thủ đầu tiên phải nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày hôm nay.
Cuốn anh Hoàng ơi. Cái kê rất trống trải bên phía cánh trái. Có cơ hội dứt điểm. Pha đi bóng của Dương Văn Hào. Trương Văn Thiết rất hay. Hoàng Đức vẫn đang là Hoàng Đức, đưa bóng vào, đánh đầu. Và đánh đầu hụt của Petro Paulo. Và suýt chút nữa Trọng Hoàng đã có thể dứt điểm. Phản công cho BK Max Bình Dương. Tô Văn Vũ vẫn đang là Tô Văn Vũ. Nguyễn Trần Việt Cường, một pha phối hợp thiếu ăn ý của BK Max Bình Dương. Trong khi Trần Đức Cường, Nguyễn Trần Việt Cường đứng lại để tránh rơi vào tư thế việt vị, thì Tô Văn Vũ lại chuyền bóng. Chưa có động tác chuẩn bị và Nguyễn Trần Việt Cường đã thiếu tốc độ trong tình huống này. Quế Ngọc Hải. Vẫn đang là các cầu thủ viết theo Petro Paulo. Những pha xử lý của Petro Paulo đã mềm mại hơn rất nhiều và cũng chứa đựng rất nhiều sự tự tin sau khi mà Petro Paulo có được bàn thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Trọng Hoàng đã ở vào tư thế việt vị. Hiệp một đang trôi dần về những phút cuối và Viettel vẫn đang dẫn trước BK Max Bình Dương với tỷ số 2-1. Người chuyền bóng vừa rồi đó là Abdul Muminov. Đoàn Tuấn Cảnh đã bị phạm lỗi bởi Dương Văn Hào. Một pha bóng cũng xứng đáng phải nhận thẻ của Dương Văn Hào, nhưng rất may số 33 bên phía Viettel đã không phạt nhận thẻ vàng. Khá đáng tiếc cho BK Max Bình Dương, mà trận tấn công vẫn đang thi đấu tương đối ổn. Đội khách đã có bàn thắng đẳng cấp đến từ pha phối hợp giữa Victor Mansaray, Papioma và Tiến Linh. Hàng thủ và sai lầm của thủ môn Trần Đức Cường là khiến cho BK Max Bình Dương đánh rơi thế trận vào tay của Viettel. Thanh Long đường chuyền không chính xác của Thanh Long. Hoàng Đức đường chuyền của Hoàng Đức. Petro Paulo và khống chế bước một không tốt của Petro Paulo. Có lẽ một sẽ khép lại với lợi thế dẫn trước 2-3, dẫn trước 2-1 nghiêng về phía Viettel. Đây là Vũ Minh Tuấn, một cầu thủ cũng rất đáng chú ý của Viettel. Lỗi của Thanh Long. Phút cuối cùng của hiệp 1 và tỷ số đang là 2-1 nghiêng về phía Viettel. Trọng Hoàng. Abdul Muminov. Chậm rãi, có lẽ Viettel muốn kết thúc hiệp 1 với lợi thế được bảo toàn. Duy Thường
Hiệp 1 chỉ có 1 phút bù giờ mà thôi. Một hiệp đấu thành công về mặt tỷ số với Viettel và thành công trong cả việc áp đặt lối chơi. Sau khoảng 10 phút đầu tiên nhập cuộc có phần căng cứng thì Viettel sau đó đã làm chủ thế trận và tạo ra được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn. Trước khi Quế Ngọc Hải ghi bàn thì Pedro Paulo và cả Kai Kê đều đã có những pha dứt điểm rất đáng tiếc. Trọng tài xác định Victor Mansaray đã phạm lỗi, một pha cao chân của Victor Mansaray. Như vậy là trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi tiếng còi kết thúc về một cú đối đầu giữa Viettel và... Nhưng sai lầm của Đức Cường ở phút thứ 34 đã giúp cho Pedro Paulo có được bàn thắng thứ hai cho Viettel. Và như vậy hiệp 2 của trận đấu vừa được bắt đầu. Trong hiệp thi đấu thứ hai, đội chủ nhà Viettel trong bộ trang phục màu đỏ sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay phải, màn để nhỏ của quý vị và các bạn. Còn BKM Bình Dương trong bộ trang phục màu xám sẽ bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ở trận đấu này, sau khoảng hơn 10 phút nhập cuộc hơi bị tâm lý, Viettel đã cho thấy quyết tâm rất lớn của mình. Quế Ngọc Hải là người mở tỷ số dành cho Viettel. Và xử lý rất tốt của Tiến Linh, Thanh Long, Tuấn Cảnh. Tuấn Cảnh đã bị phạm lỗi. Sau khi có được bàn san bằng tỷ số 1-1 của Nguyễn Tiến Linh, BKM Bình Dương đã chơi rất tự tin. Nhưng không lâu sau, sai lầm của Đức Cường đã khiến cho BKM Bình Dương phải nhận bàn thua thứ hai. Vừa rồi là lỗi về vị của Victor Mansaray. Trong hiệp 1, trọng tài Nguyễn Đình Thái đã rút ra một chiếc thẻ vàng dành cho Nguyễn Trần Việt Cường. Việt Cường cũng chính là cầu thủ vào sân tay người dành cho Tống Anh Tỷ. Đó là sự thay đổi người từ khá sớm của huấn luyện viên Phan Thanh Hùng khi mà trận đấu mới chỉ trôi qua được hơn 20 phút. Cái kê bóng không thể đến vị trí của Hoàng Đức. Uma Rabu Ali, Đoàn Tuấn Cảnh, Victor Mansaray. Ở trận đấu vừa kết thúc cách đây ít giờ, Than Quảng Ninh trên sân nhà đã có chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Thành phố Hồ Chí Minh. Hai bàn thắng của Than Quảng Ninh được ghi dấu công của Diego Pereira và Hải Huy. Pedro Paulo không thể vượt qua được Thanh Long. Đoàn Tuấn Cảnh. Cơ hội dành cho BKM Bình Dương, nhưng đó là một pha băng ra rất kịp thời của Trần Nguyên Mạnh. Không có lỗi việt vị của BKM Bình Dương, nhưng Nguyên Mạnh đã đọc tình huống rất tốt. 30 Oma. BKM Bình Dương đã đẩy cao đội hình ngay khi hiệp 2 quay trở lại để quyết tâm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số. Hoàng Đức, Cái Kê, Duy Thường. Đường chuyền hơi sâu so với đà băng xuống của Pedro Paulo. Rõ ràng là không có lỗi việt vị của Tiến Linh, nhưng Nguyên Mạnh đã băng ra rất kịp thời. Tiến Linh vẫn cho thấy khả năng săn bàn đáng sợ của mình với pha dứt điểm một chạm rất nhanh để san bằng tỷ số cho BKM Bình Dương. Ngày hôm nay, những trụ cột của cầu thủ của cả hai đội như Quế Ngọc Hải hay Tiến Linh đều đã để lại dấu ấn. Một cuộc đối đầu rất hấp dẫn giữa những trung vệ và tiền đạo hàng đầu của Việt Nam ở thời điểm hiện tại.
Hai cầu thủ này cũng thường xuyên có những pha tranh chấp và va chạm với nhau, nhưng vừa rồi là một cái bắt tay rất thân thiện giữa Quế Ngọc Hải và Tiến Linh. Pha phạm lỗi của Thanh Long, không phải như vậy trọng tài xác định đó là lỗi việt vị của Cai Kê. Đoàn Tuấn Cảnh, Victor Mansaray, Tuấn Cảnh. Papeoma, Mansaray, Tuấn Cảnh. Thanh Thảo, Việt Cường, Đoàn Tuấn Cảnh, Victor Mansaray. Rất khéo và xử lý của Victor Mansaray. Tuấn Cảnh tiếp tục vào bóng để lấy một quả ném biên. Và điều đó khiến cho Victor Mansaray tỏ ra không hài lòng. Lỗi của Dương Văn Hào. Viettel đang nắm lợi thế để hướng về trận thắng đầu tiên ở mùa giải năm nay trước một đối thủ cực kỳ khó chịu, đó là BKM Bình Dương. Đến thời điểm này, Tô Văn Vũ vẫn chưa để lại nhiều dấu ấn, nhưng Tô Văn Vũ là một cầu thủ chơi cực kỳ nguy hiểm. Không có lỗi chạm tay của các cầu thủ Viettel. Và cắt bóng chính xác của Nguyễn Thanh Long. Cai Kê, lỗi đẩy sau của Cai Kê. Cai Kê đẩy sau với Nguyễn Thanh Hạc, Thanh Thảo. Dù đang dẫn trước đối thủ với tỷ số 2-1, nhưng huấn luyện viên Trương Việt Hoàng vẫn tỏ ra khá đăm chiêu. Cách biệt vẫn chỉ là một bàn mà thôi. Và ông hiểu rằng BKM Bình Dương là một đội bóng cực kỳ nguy hiểm. Thanh Long, đường chuyền dài của Thanh Long gửi đến vị trí của Tô Văn Vũ. Hoàng Đức, và khống chế rất hay của Hoàng Đức, và anh thoát đi trước sự truy cản của Victor Mansaray. Cuối cùng thì Mansaray đã phải phạm lỗi với Hoàng Đức. Thái độ thi đấu của Victor Mansaray cũng là một nỗi lo rất lớn với BKM Bình Dương. Adumuminov, Hoàng Đức, và xử lý rất khéo của Hoàng Đức. Lỗi của Cai Kê, một pha phạm lỗi từ phía sau. Cai Kê cho rằng anh vào trung bóng. Có lẽ Cai Kê đã đúng, mũi giày của Cai Kê đã vào trung bóng, nhưng đó là một pha phạm lỗi từ phía sau tương đối nguy hiểm với Nguyễn Trần Việt Cường. Vũ Bình Tuấn đang khởi động. Ném biên dành cho BKM Bình Dương. Và Pioma. Hoàng Đức đã lấy được bóng.
Có lẽ trong hiệp 2, huấn luyện viên Trương Văn Hoàng sẽ chỉ đạo các học trò chơi chậm và chắc và chủ động chơi phản công. Và một thế trận như vậy thì rất phù hợp với sự góp mặt của Vũ Minh Tuấn. Rabu Ali, Thanh Thảo. Tỷ lệ kiểm soát bóng vẫn nhỉnh hơn một chút, nghiêng về phía bên phía Bình Dương. Cú Văn Vũ, Tiến Linh, Bùi Tiến Dũng đã có mặt kịp thời. Pha chọc kè khá nguy hiểm dành cho Tiến Linh. Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn. Bùi Tiến Dũng đang có rất nhiều động lực trong trận đấu ngày hôm nay. Tô Văn Vũ, pha xử lý của Petro Paulo đã không thành công. Papeoma, Victor Masaray, pha bắt bài của Trương Văn Thiết, nhưng đó là một pha phá bóng an toàn của hậu vệ màu số 5 bên phía Viettel trước sự áp sát của Victor Masaray. Rabu Ali, một pha bóng rất kỹ thuật của Rabu Ali. Sau đó là tình huống đánh gót của Tiến Linh. BKM Bình Dương đang đẩy rất cao đội hình và chơi pressing ngay bên phần sân của Viettel. Papeoma không có lỗi việt vị. Oma, người phá bóng là Tiến Dũng. Bên ngoài đường biên, huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đang yêu cầu các học trò chơi tập trung trước sức ép rất lớn mà BKM Bình Dương đang tạo ra. Thanh Thảo, đánh đầu, Tiến Linh. Một pha đánh đầu rất khó của Tiến Linh, nhưng Trần Nguyên Mạnh vẫn làm chủ được tình hình. Và bay người đấm bóng rất đẹp của Nguyên Mạnh. Ngay lập tức các trợ lý của huấn luyện viên Park Hang-seo đã có những ghi chép rất tỉ mỉ. Một pha đánh đầu điểm rơi rất khó của Tiến Linh. Và nếu như chủ quan thì có lẽ Trần Nguyên Mạnh đã phải vào lưới nhặt bóng. Rất cuộn nhưng hơi sâu. Bóng đã nằm gọn trong tay của Trần Nguyên Mạnh. Ngoài khả năng dứt điểm bằng chân, Tiến Linh còn nổi tiếng là một tiền đạo có khả năng chơi đầu rất tốt. Và vừa rồi là một minh chứng rõ nét nhất cho khả năng chơi đầu của Tiến Linh. Tuấn Cảnh, Abdul Muminov, Petro Paulo. Petro Paulo đã thoát đi. Cơ hội của Trọng Hoàng, dứt điểm, không vào. Và dứt điểm rất nguy hiểm của Trọng Hoàng. Bóng đập chân một cầu thủ BKM Bình Dương đi chết con dọc. Suýt chút nữa cách biệt đã được nới rộng dành cho Viettel. Thanh Thảo đã mắc sai lầm với pha cắt bóng của mình. Sau đó Raboli đã áp sát rất nhanh và xoạc bóng, khiến cho pha dứt điểm của Trọng Hoàng đã đi không chính xác. Trần Đức Cường đã đứng chôn chân. Hơi sâu. Đường chơi bóng vào phía trong cho Quế Ngọc Hải là hơi sâu một chút. Đi
15 phút đầu tiên của hiệp 2 đã trôi qua. Bên cạnh Bình Dương đang rất cố gắng đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ. Họ cũng đã có một cơ hội của Tiến Linh. Nhưng hàng phòng ngự của Viettel vẫn đang chơi cực kỳ chắc chắn. Bộ đôi trung vệ thép Bùi Tiến Dũng và Quế Ngọc Hải đang chơi tập trung sau bàn thua đầu tiên. Còn Nguyễn Mạnh vẫn đang cho thấy phản xạ tuyệt vời của mình. Vừa rồi có lẽ Abdulmuminov đã phải nhận một chiếc thẻ vàng đến từ trọng tài Nguyễn Đình Thái. Abdulmuminov thực hiện một pha đá phạt nhanh. Nhưng có vẻ lỗi phản ứng của cầu thủ người Uzbekistan đã khiến cho anh phải nhận một chiếc thẻ vàng. Đường truyền của Abdulmuminov rất chính xác. Petro Paulo đang chờ đồng đội lên để phối hợp. Petro Paulo đường chọc khe trong khoang. Đường chọc khe rất hay của Petro Paulo. Không có lỗi của các cầu thủ BK Mỹ Bình Dương. Một pha băng vào với tốc độ cao và Trọng Hoàng đã không thể dứt điểm trong tình huống vừa rồi. Một lối chơi rất rõ ràng của huấn luyện viên Trương Việt Hoàng áp dụng cho các học trò. Phòng ngự và tung ra những đợt phản công rất sắc. Pha va chạm giữa Victor Mansaray và Trương Văn Thiết. Bên ngoài đường biên thì các cầu thủ Viettel chuẩn bị có sự thay đổi người. Như vậy là Trương Văn Thiết sẽ rời sân. Người vào sân là Nguyễn Thanh Bình. Đối mặt với Victor Mansaray chưa bao giờ là một nhiệm vụ dễ dàng với bất kỳ một cầu thủ đội nào. Victor Mansaray có thể lực sung mãn và thể hình rất tốt. Và có vẻ như huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đã nhận thấy dấu hiệu xuống sức của Trương Văn Thiết. Và ông đã rút hậu vệ số 5 ra khỏi sân và thay thế là Nguyễn Thanh Bình. Dương Văn Hào. Nguyễn Thanh Bình là một cầu thủ cao 1m80. Và anh sẽ có nhiệm vụ khóa chặt Victor Mansaray trong những phút còn lại. Thanh Thảo. Duy Thường. Chuyển về an toàn cho thủ môn Trần Nguyên Mạnh. Một pha lấy bóng rất kỹ thuật của Abdulmuminov. Không thể chọc khe vì đồng đội đã vào tư thế việt vị. Duy Thường, đường chuyền của Duy Thường. Dương Văn Hào dứt điểm. Một pha dứt điểm ở góc hẹp của Duy Thường và anh đã không thể đánh bại được Trần Đức Cường. Trần Đức Cường đã chơi tập trung. Vòng qua đầu của Petro Paulo và cơ hội đã đến với Dương Văn Hào. Pha dứt điểm cũng rất tốt nhưng Đức Cường đã khép góc kịp thời. Đó đã là pha dứt điểm trúng đích thứ 8 của các cầu thủ Viettel, gấp 4 lần so với BK Max Bình Dương. Thống kê cho thấy sự vượt trội hoàn toàn của Viettel, mặc dù trong hiệp thi đấu thứ hai đội chủ nhà đang lùi thấp đội hình. Nhưng đó là một lối chơi chủ động của Viettel. Nguyễn Anh Tài cũng đã vào sân để thay thế cho Đoàn Tuấn Cảnh. Hey, hey.
Victor Mansaray. Papeoma. Thanh Thảo. Quả tạt của Thanh Thảo. Rất nguy hiểm, tỷ số đó. Suýt chút nữa tỷ số được san bằng là 2-2. Một pha bằng giá lỡ trớn của Trần Nguyên Mạnh. Có lẽ Nguyên Mạnh đã bắt bài và người dứt điểm là Tô Văn Vũ. Chúng ta cùng xem lại tình huống này. Tô Văn Vũ không biệt vị. Một pha dứt điểm hơi với của Tô Văn Vũ. Và rất may là Viettel đã không phải đón nhận bàn thua thứ hai. Suýt chút nữa VKMX Bình Dương đã có thể san bằng được tỷ số. Đây là phút thứ 65. VKMX Bình Dương cần phải chắt chiu những cơ hội mà mình có được, bởi hàng phòng ngự của đội khách đang phải đối mặt với những đợt phản công rất sắc của Viettel. Pha đẩy sau của Trọng Huy. Cái kỳ vẫn đang phàn nàn với trọng tài và giải thích đối với đối phương. Cầu thủ số 7 nên tập trung vào trận đấu. Đây không phải là lần đầu tiên mà Khai Kê phàn nàn với trọng tài Nguyễn Đình Thái. Nguyễn Anh Tài, Rabu Ali. Bóng chuyển lên phía chân rất nhanh. Thanh Thảo. Tô Văn Vũ. Tô Văn Vũ không thể vượt qua được Adumuminov. Masaray. Cài kê. Rất quyết liệt. Và cắt bóng của Quế Ngọc Hoài. Nguyễn Anh Tài. Tô Văn Vũ. Việt Cường. Không có lỗi của Cai Kê. Pedro Paulo. Cai Kê rất bình tĩnh. Duy Thường. Trọng Hoàng. Cai Kê. Những pha lên bóng chậm rãi nhưng vô cùng chắc chắn của Viettel. Dương Văn Hào. Rất kéo. Và đi bóng vừa rồi là của Dương Văn Hào. Victor Mansaray. Và Peoma. Bóng lại đúng người của Victor Mansaray. Một cầu thủ đang bị đau. Người bị đau có lẽ là Dương Văn Hào. Chính xác là như vậy. Cơ hội sẽ được trao cho Vũ Minh Tuấn chăng? Câu lạc bộ cũ của Vũ Minh Tuấn ngày hôm nay là Than Quảng Ninh đã có chiến thắng thực sự thuyết phục trên sân nhà trước ứng cử viên vô địch, đó là Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số 2-0. Không ai va chạm với Dương Văn Hào. Có vẻ như Văn Hào sau quãng thời gian hoạt động rất tích cực đã bị căng cơ. Rồi.
Các cầu thủ BKM Bình Dương đã triển khai tấn công. Viettel thì vẫn chưa có sự thay đổi người. Nguyễn Thanh Long. Và pha bóng không thực sự tốt của Nguyễn Thanh Bình. Câu lạc bộ Việt Nam có sự thay đổi cầu thủ. Như vậy là Vũ Minh Tuấn đã vào sân để thay thế cho Dương Văn Hào. Thêm một tình huống dứt điểm nguy hiểm nữa đến từ Tô Văn Vũ. Như vậy là Vũ Minh Tuấn đã vào sân. Paulo. Pha đi bóng không thành công của Pedro Paulo. Trọng tài xác định quyền ném biên dành cho Viettel. Pedro Paulo vượt qua Thanh Long. Minh Tuấn. Abdulmuminov. Duy Thường. Đường chuyền của Trọng Hoàng. Lỗi việt vị khá rõ của Pedro Paulo. Ở mùa giải năm ngoái cũng chưa ra hàng đẫy thì Viettel đã vượt qua BKM Bình Dương với tỷ số 1-0. Với pha dứt điểm của Bruno. Thanh Thảo. Tô Văn Vũ. Pha để mất bóng của Văn Vũ. Phản công dành cho Viettel. Minh Tuấn băng lên rất thoáng. Không có lỗi việt vị nhưng đường chuyền cắt mặt là hơi sâu. Minh Tuấn vừa rồi đã chọn vị trí và khoảng trống rất tốt nhưng đường chuyền của Trọng Hoàng thiếu một chút độ cuộn để có thể đến được vị trí của Vũ Minh Tuấn. Ở những mùa giải gần đây, mỗi khi được thi đấu trên sân nhà thì Viettel luôn giành chiến thắng trước BKM Bình Dương. Mùa giải 2020, Viettel thắng đậm tới 4-1, còn mùa giải 2019 là chiến thắng 2-1. Cách biệt vẫn chỉ là một bàn mà thôi. Và nếu như cần đảm bảo chắc chắn một chiến thắng thì Viettel cần ghi thêm một bàn nữa. Bình Dương thì vẫn đang quyết tâm tìm kiếm bàn sang bằng tỷ số 2 đều. Tô Văn Vũ. Thanh Long. Và phối hợp giữa anh Tài và Papioma. Ừ.
Áp sát rất nhanh. Đó là pha xoạc bóng của Kake. Rabouali. Phút thứ 75 và tỷ số vẫn đang là 2-1 nghiêng về phía Viettel. Không có lỗi của các cầu thủ BKM Bình Dương. Cơ hội. Pha đi bóng hơi dài. Anh Tài. Vũ Minh Tuấn. Petro Paulo không phối hợp với Hoàng Đức mà Petro Paulo quá ham chơi bóng. Thanh Thảo. Tốc độ của Mazao đây. Cầu thủ rất giàu thể lực. Và Peoma. Trọng tài xác định lỗi thuộc về Tô Văn Vũ. Một nỗ lực cá nhân rất cố gắng của Tô Văn Vũ. Nhưng trọng tài đã xác định Văn Vũ phạm lỗi từ phía sau. Một pha tranh chấp 50-50 và trọng tài xác định Tô Văn Vũ đã phạm lỗi với Minh Tuấn. Tô Văn Vũ chính là người ghi bàn thắng đầu tiên cho BKM Bình Dương ở mùa giải năm nay. Đó là bàn thắng quyết định giúp cho đội bóng đất thủ giành chiến thắng 1-0 trước Đông Á Thanh Hóa ở vòng đấu đầu tiên. Và chạm rất mạnh. Trọng tài xác định người phạm lỗi đó là Nguyễn Thanh Bình. Thanh Bình va chạm với Nguyễn Anh Tài. Một pha kề gầm rất nguy hiểm của Thanh Bình. Bóng chạm đầu của Hoàng Đức. Kake. Kake không tăng tốc. Kake và Thanh Long. Minh Tuấn. Đường chuyền cho Petro Paulo. Đã có lỗi việt vị của tiền đạo số 10. Đã thiếu tốc độ trong đợt phản công vừa rồi của Viettel. Lần này thì Thanh Thảo đã băng lên rất sớm để đưa Petro Paulo vào tư thế việt vị. Petro Paulo đã có dấu hiệu suy giảm thể lực. Nguyễn Anh Tài. Quả tạt hơi đuối của anh Tài. Vẫn đang là các cầu thủ BKM Bình Dương. Thanh Thảo. Nếu như không tận dụng thành công những pha phản công, Viettel sẽ đối mặt với nguy cơ bị BKM Bình Dương chọc thùng lưới. Đội khách vẫn cho thấy một sự quyết tâm rất lớn của mình. Hoàng Đức. Minh Tuấn. Duy Thường. Trọng Hoàng. Vẫn đang là Trọng Hoàng. Suýt chút nữa bóng đã đến được vị trí của Adamu Minop. Hai sự thay đổi người đến từ huấn luyện viên Trương Việt Hoàng. Cơ hội sẽ được trao cho Hữu Thắng. Người rời sân sẽ là Abdumu Minop, tân binh của Viettel. Cầu thủ người Uzbekistan sẽ rời sân để nhường chỗ cho Nguyễn Hữu Thắng. Câu lạc bộ Viettel có sự thay đổi cầu thủ. Cầu thủ số 11 Abdumu Minop rời sân. Cầu thủ số 22 Nguyễn Hữu Thắng. Như vậy là Bùi Tiến Dũng cũng đã rời sân. Bùi Tiến Dũng rời sân. Cầu thủ số 23 Cao Trần Hoàng Hùng vào sân. Người vào sân đó là Cao Trần Hoàng Hùng. Hữu
thắng là nhân tố chủ chốt giúp cho Bình Định giành quyền thăng hạng và giành chức vô địch hạng nhất mùa giải năm ngoái. Và bây giờ thì Bình Định với cái tên mới Topalem Bình Định đã hít thở bầu không khí tại V-League và họ vừa phải đón nhận trận thua trước Hoàng Gia Lai. Sau màn trình diễn chói sáng trong màu áo của Bình Định thì Hữu Thắng đã được Viettel gọi về. Hữu Thắng là cầu thủ rất khéo với cái chân trái và khả năng kiểm soát bóng của mình. Có lẽ huấn luyện viên Trương Việt Hoàng đưa Hữu Thắng vào sân với mục đích là kiểm soát bóng và đảm bảo thế trận ở khu vực giữa sân. Phút thứ 80, Pedro Paulo, Minh Tuấn rất thoáng về phía cánh trái. Hữu Thắng, đây là Cao Trần Hoàng Hùng. Sinh năm 1999, Cao Trần Hoàng Hùng đã có cơ hội được thi đấu những phút còn lại để thể hiện mình. Trọng tài xác định là có lỗi của Thanh Long. Một trận đấu tròn vai của Adumuminov. Có thể nói sai lầm của Trần Đức Cường đã tạo ra bước ngoặt trong màn so tài giữa Viettel và BKM Bình Dương trên sân vận động Hoàng Đẫy. Pha xử lý không thành công của Tô Văn Vũ. Những màn trình diễn rất trái ngược của Viettel và BKM Bình Dương sau hai trận đấu đầu tiên. Tuy nhiên quãng nghỉ do dịch Covid-19 vô tình đã khiến cho hai đội bóng đã đi theo những tình cảnh rất trái ngược. Trọng tài đã rút sẵn một chiếc thẻ vàng và Rabu Ali thì đang phân trần. Nhưng đó là một quyết định rất dứt khoát của trọng tài Nguyễn Đình Thái dành cho trung vệ bên phía BKM Bình Dương. BKM Bình Dương đang thi đấu rất thăng hoa, nhưng phong độ của họ đã bị gián đoạn bởi Covid-19. Chúng ta vừa xem lại pha phạm lỗi của Rabu Ali. Còn với Viettel, quãng nghỉ Covid vừa rồi vô tình đã khiến cho đội bóng này có thêm cơ hội và thời gian để rà soát lại đội hình. Cùng với đó là những hàng chấn thương của các trụ cột cũng đã được phục hồi. Và ngày hôm nay sau khi Quế Ngọc Hải đã có mặt trở lại trong đội hình của Viettel, ngay lập tức anh đã ghi bàn thắng giúp cho Viettel mở tỷ số trong trận đấu ngày hôm nay và có lợi thế về tâm lý rất tốt. Người đá phạt sẽ là Nguyễn Hữu Thắng. Trọng Hoàng. Trọng tài xác định đã có một tình huống phạm lỗi của cầu thủ Viettel trong cuộc 16m50. Đó là pha phạm lỗi của Quế Ngọc Hải. Rất giỏi trong việc đảm bảo thế trận cũng như đưa trận đấu theo ý muốn của mình. Ở mùa giải năm ngoái trong hành trình đăng quang, Viettel có chuỗi 6-7 trận giành chiến thắng với tỷ số tối thiểu 1-0. Mặc dù đẩy rất cao đội hình và quyết tâm tìm kiếm bàn san bằng tỷ số, nhưng các cầu thủ BKM Bình Dương đang gặp phải khó khăn rất lớn đến từ kinh nghiệm và đẳng cấp của các cầu thủ phòng ngự bên phía Viettel. Rất trống trải. Duy Thương. Cái kê. Không vào.
Tỷ số được nâng lên là 3-1. Hai pha dứt điểm liên tiếp của Kaike. Và cuối cùng bàn thắng thứ 3 đã đến với các cầu thủ Viettel. Và đó sẽ là dấu chấm hết dành cho BKM Bình Dương trong cuộc đối đầu ngày hôm nay. Sau rất nhiều nỗ lực thì cuối cùng Kaike cũng đã có bàn thắng cho riêng mình. Kaike và Petro Paulo là những cầu thủ bỏ lỡ những cơ hội 10-10 ở khoảng thời gian đầu tiên của hiệp 1. Nhưng bây giờ cả Petro Paulo và Kaike đều đã có được bàn thắng cho riêng mình. Không hiểu sao hàng thủ của BKM Bình Dương lại bỏ sót phi thường. Và Duy Thường đã có một khoảng trống rất lớn và tạo điều kiện cho Kaike có hai pha dứt điểm liên tiếp. Trần Đức Cường đã xuất sắc trong pha dứt điểm đầu tiên của Kaike. Nhưng cầu thủ áo số 7 đã xoay người rất nhanh để tiếp tục tung ra một tình huống dứt điểm nữa. Đức Cường đã hoàn toàn bất lực. Nhưng sai lầm có hệ thống từ hàng phòng ngự của BKM Bình Dương đã khiến cho họ phải nhận bàn thua thứ 3. Hậu vệ cánh trái Thanh Thảo đã không có mặt trong tình huống mà Duy Thường nhận bóng. Cách biệt bây giờ đã là 2 bàn và 3-1 dành cho Viettel. Có thể khẳng định thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng gần như chắc chắn sẽ có được chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay. Và đó sẽ là chiến thắng đầu tiên của họ ở mùa giải năm nay trên hành trình bảo vệ ngôi vương của mình. Phút thứ 86 và Viettel đang dẫn BKM Bình Dương 3-1. Các cầu thủ BKM Bình Dương cho rằng bóng đã chạm tay của Quế Ngọc Hải nhưng trận đấu vẫn tiếp tục. Tốc độ của Vũ Minh Tuấn. Vũ Minh Tuấn đã thoát đi. Phía trong có Trọng Hoàng và Petro Paulo hơi vội vàng. Có vẻ như Vũ Minh Tuấn đã tỏ ra đuối sức sau một pha băng cắt vừa rồi. Khoảng trống là mênh mông. Vũ Minh Tuấn lại quyết định thực hiện một pha vẩy má ngoài. Bóng không thể đến được vị trí của Trọng Hoàng. Khá đáng tiếc. Không có lỗi, pha tranh chấp của Hữu Thắng. Nhưng sau đó Hữu Thắng đã chuyền bóng không chính xác. Chúng ta cùng xem lại tình huống chạm tay của Nguyễn Thanh Bình sau pha đánh đầu của Pape Mafeye. Có thể nói là không thể thổi phạt penalty dành cho các cầu thủ Viettel trong pha bóng vừa rồi. Một pha tranh chấp tốt của Nguyễn Thanh Bình. Tô Văn Vũ là người chạm bóng cuối cùng và Viettel sẽ là người ném biên. Phút thứ 88. Hữu Thắng. Trọng tài xác định lỗi thuộc về Paquio Mafeye. Sau quãng thời gian thi đấu cực kỳ ấn tượng trong màu áo của Bình Định với Thanh Bình và Bùi Văn Hiếu để giúp cho đội bóng đất võ giành chức vô địch tại giải nhất. Hữu Thắng bây giờ sẽ được nếm trải bầu không khí đỉnh cao tại V-League. Vũ Minh Tuấn. Petro Paulo. Thanh Long. Rabu Ali. Thanh Thảo. Victor Mansaray. Cơ hội cho BKM Bình Dương. Tô Văn Vũ. Kaike đã lùi về rất sâu để tham gia phòng ngự cùng các đồng đội. Petro Paulo. Tô Văn Vũ.
Trần Việt Cường. Trọng Huy. Thanh Thảo. Victor Masaray. Cuộc thi đấu chính thức cuối cùng. Victor Masaray. Không hiểu đó là một đường tạt bóng hay là một pha dứt điểm nữa của Victor Masaray. Sau khi Á quân câu lạc bộ Hà Nội đã lên tiếng thì bây giờ đến lượt đương kim vô địch Viettel. Hà Nội đã có chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Hải Phòng trên sân khách. Còn ngày hôm nay, Viettel đang dẫn trước BKM Bình Dương với tỷ số 3-1 và nhiều khả năng họ sẽ kết thúc trận đấu với tỷ số này. Khi mà bây giờ trận đấu đã bước vào phút thi đấu bù giờ đầu tiên, sẽ có 4 phút dành cho nỗ lực của các cầu thủ BKM Bình Dương trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Cách biệt bây giờ đã rất an toàn rồi, 2 bàn. Papioma. Victor Masaray. Masaray. Tô Văn Vũ. Pha đi bóng của Tô Văn Vũ. Văn Vũ rất nguy hiểm. Pha xâm nhập khu 16m50 của Tô Văn Vũ và Nguyễn Thanh Bình vừa rồi đã không dám truy quản quá quyết liệt để tránh một quả phạt đền. Chạy đi, ai về trước? Ok cường, ok cường. Tiếp tục là một quả đá phạt góc nữa dành cho BKM Bình Dương. Chạy cường, cường. Vẫn là Tô Văn Vũ. Liên tiếp là những quả tạt từ bên cánh phải của Tô Văn Vũ nhưng đã không thành công. Sẽ là một quả phát bóng lên dành cho Nguyên Mạnh. Sau hai trận toàn thắng thì BKM Bình Dương sẽ phải đón trận thua đầu tiên ở mùa giải năm nay. Rõ ràng là đối thủ của họ có một quyết tâm rất lớn và là nhà đương kim vô địch Viettel với những cầu thủ rất chất lượng trong đội hình. Một chiến thắng hoàn hảo dành cho Viettel khi mà chấm dứt chủ lực là Pedro Paulo và phần đầu đó là cả Kai Kê đều đã ghi bàn. Pedro Paulo, bóng đã đi ra ngoài đường biên dọc. Kai Kê đã bị căng cơ sau những tình huống hoạt động rất tích cực của mình. Như vậy là Kai Kê đã được cáng ra khỏi sân. Phút bù giờ cuối cùng. Sau khi Bùi Tiến Dũng rời sân, chiếc bảng đội trưởng đã được trao lại cho Quế Ngọc Hải. Một sự trở lại cực kỳ quan trọng và không chỉ ghi bàn thắng, Quế Ngọc Hải còn giúp cho hệ thống phòng ngự của Viettel hoạt động rất chắc chắn. Thành Long. Hữu Thắng rất bình tĩnh. Trần Nguyên Mạnh. Thành Long. Đã hết 4 phút bù giờ. Tiếng còi của trọng tài vẫn chưa vang lên. Hữu Thắng. Không có lỗi. Vẫn đang là cao thủ BKM Bình Dương. Tiến Linh. Một pha bỏ bóng của Tiến Linh. Trọng tài thổi phạt các cầu thủ Viettel.
Bình Cấm Bình Dương sẽ được hưởng một quả đá phạt cực kỳ nguy hiểm. Góc sút rất rộng và khoảng cách là khoảng hơn 20m. Ở ngay vòng tròn 16m50. Vừa rồi đó là pha phạm lỗi của cầu thủ mang áo số 23, Cao Trần Hoàng Hùng. Đây sẽ là cơ hội cuối cùng của BKM Bình Dương trong trận đấu ngày hôm nay. Chính xác là như vậy, khoảng cách là khoảng hơn 20m, 20,7m. Đứng trước bóng đang là Tô Văn Vũ và Nguyễn Trọng Huy. Nhưng nhiều khả năng Tô Văn Vũ sẽ là người thực hiện quả đá phạt này. Có lẽ sau khi quả phạt này được thực hiện thì trận đấu sẽ khép lại. Lao vào nhá. Các cầu thủ BKM Bình Dương đang ngắm nghía rất kỹ. Tô Văn Vũ rất nguy hiểm. Và đúng lúc này trọng tài Nguyễn Đình Thái đã nổi tiếng còi kết thúc 90 phút trên sân vận động Hàng Đẫy. Viettel đã đánh bại BKM Bình Dương với tỷ số 3-1. Xin được chúc mừng thầy trò huấn luyện viên Trương Việt Hoàng với chiến thắng đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay.